Chào toàn thể anh em nhé. Clip của ngày hôm nay tôi làm ấy để mà tôi chia sẻ cho anh em biết tại sao cùng một loại đồ sóc đĩa mà giá nó lại chênh nhau khoảng tầm đến vài triệu cơ. Nó chênh nhau đến tầm vài triệu luôn. Tức là nó không phải là chuyện đắt với rẻ nữa, mà ngược lại là cái chất lượng nó là khác nhau hoàn toàn luôn. Thì trước khi mà chia sẻ cái vấn đề này ấy, tôi kể cho anh em nghe một cái câu chuyện. Là cách đây khoảng tầm một tháng là có một người anh em ở trên Yên Bái, anh em nó có điện xuống cho tôi hỏi là anh ơi, anh bán màn hình phải không? Thì nếu mà anh thì không phải là kho hàng gì cả, nhưng ngược lại anh em thích thì anh thử cho em một vài cái là ok, anh em vào lấy về chơi em ạ. À, em bảo là cái bát hình bao tiền em ơi? À, anh ơi, anh bảo là 7 triệu ngon lành anh nhau, nói chung là đánh là tạm được ok. Thế là ông ấy bảo là thôi được rồi, anh cứ để đấy, có gì là tí em điện lại. Thế nhưng mà anh ơi, hàng của em là anh có gửi lên cho em được không? Thế mình bảo là được, anh gửi lên cho em được. Thế nhưng mà nếu như muốn mua hàng của anh ấy thì tốt nhất là xuống gặp anh để anh truyền đạt cho em một vài cái mánh khóe, một vài kinh nghiệm. Đồ sóc đĩa nó không phải như là những cái quạt mình mua về là mình bật lên là nó quay, mà đồ sóc đĩa ấy mình đánh là để mình qua mắt người khác. Có những cái là mình phải là có cái mánh khóe để mà làm sao mà đánh cho người ta không nghi ngờ, người ta không để ý mình là mình đánh mới trôi được. Chứ còn mà bây giờ ông cứ vào ông cứ phệt ngay là nó, nhiều khi là nó lộ, mình nói như thế thôi. Nhưng mà em muốn là anh gửi hàng trực tiếp cho em cơ. Nó được, nếu thích gửi hàng trực tiếp thì cũng được. Thế là bảo thôi được, có gì tí em điện lại. Thế là ông bạn ông đi điện một chỗ khác, ông đi sang một chỗ khác, ông lên mạng ông tìm một cái số làm trên mạng ông điện. Ông alo alo, ông hỏi là bát hình này kia. Thế là đến khi xong xong rồi ông gọi lại cho mình. Ông gọi lại ông bảo là ông anh nói thật với ông anh, em rất là quý ông anh, xem video của ông anh nhiều. Mà rất muốn mua đồ ông anh, nhưng ông anh chém em đắt quá, chém em căng quá, chém em đứt cổ rồi. Bảo mình tức là bảo mình bán đắt đấy. Mình bảo anh bán không đắt đâu. Hàng họ nó là muốn đánh được cái bát hình nó phải tầm 7 triệu. Bởi vì ngày xưa tầm 4 triệu, 3 triệu, 4 triệu ấy. Nó là bát có tang rồi, nhưng bây giờ nó làm bằng bát hình không chân tràng. Gọi là bát hình tàng hình ấy thì 7 triệu thì mới đánh được, chứ còn em mua cái loại dưới 7 triệu làm gì có. Mình bảo như thế. Cái bảo em hỏi chỗ này người ta bán có 5 triệu thôi mà người ta còn gửi hàng tận nơi cho em cơ, chứ còn em thì anh như còn em mua đồ của anh ấy, anh bắt em là đến tận nơi để thử đồ như thế thì mất công lắm. Anh bảo là cái thứ nhất là anh không bắt em đến thử đồ, đấy là anh muốn em đến để anh chia sẻ những kinh nghiệm, bởi vì là mua đồ của anh nó khác với mua đồ của người khác. Ngoài việc mua đồ còn được anh chia sẻ kinh nghiệm, đấy là cái được của em chứ không phải là em bắt. Còn em không thích thì thôi em không đến nhá. Còn đấy, về đồ ấy anh khẳng định với em anh không bán đắt. Thế bạn thôi được rồi, anh em không bao giờ em mua đồ của anh nữa. Anh em kiểu bạn ấy kiểu dỗi hờn, kiểu như là đời này tao không bao giờ gặp lại mày nữa ấy. kiểu như thế. Thế là bạn ấy đặt hàng bên kia, đặt hàng bên kia xong nhận hàng xong cái là bạn ấy điện lại cho mình luôn. Nhận hàng xong bảo là em hôm nọ vừa điện cho anh đấy là anh bảo 7 triệu em không mua đấy, quay ra đi mua chỗ khác là người ta bán 5 triệu nhưng mà thực chất về em mua về không soi được. Thì hỏi ra mình hỏi là sao không soi được, gửi xuống anh xem. Thì nó bắt hình ấy, thì cần hai cái này này, một là cái màn hình, hai là cái bát. Thế bạn ấy gửi xuống cho mình xem, gửi xuống xem biết là đúng là cái bát người ta gửi là cái bát bình thường, các bạn thấy không, gửi bát bình thường. Mình bảo là mua hàng phải được kiểm tra hàng, nhất là bát hình ấy các bạn phải kiểm tra xem nó có soi được không thì các bạn lấy, còn không soi được lỡ may nó gửi bát thường thì sao, đúng không? Cho nên đấy, nó không có chuyện mà tôi bán đắt hơn 2 triệu để mà này kia đâu. Đơn giản nhất, nếu như thằng nó bán được 5 triệu, cái giá 5 triệu mà nó bán được, tức là 5 triệu nó đã có lãi rồi. Mà tôi bán 7 triệu thì nó lãi hơn 2 triệu so với cái tiền lãi kia thì nó lãi nhiều quá. Nếu mà lãi nhiều như vậy thì thằng béo nào nó quay ra nó đi bán đồ, đúng không? Nó đánh bạc làm cái gì? Một đợt một cái bát nó bán lãi 2 triệu mấy chẳng hạn thì tội gì nó không đi bán đồ. Ngày nó chỉ cần làm 2 cái bát thì lương tháng hơn 100 triệu rồi, đúng chưa? Tội gì mà nó không đi bán. Đấy, tôi nói thế là để anh em hiểu. Còn cái clip này tôi sẽ phân tích, sẽ mổ xẻ, đấy là cái câu chuyện ngoài lề thôi, nhưng mà tôi mổ xẻ giữa hai cái loại đồ y xì nhau, nhìn ngoài không khác gì, cùng một công năng, cùng một tín hiệu, nhưng mà tại sao nó lại giá nó khác nhau, hoàn toàn khác nhau nhiều luôn. Đây, tôi sẽ quay trực tiếp để phân tích cho anh em hiểu này. Trên màn ảnh các bạn đang nhìn đây, đây là hai cái bát trắng tàng hình tự động. Bát tàng hình tự động tức là cứ sóc là nó soi, đúng không?
Còn đây là cái bát đắt tiền, đây là cái bát rẻ tiền. Hôm nay tôi sẽ so sánh hai cái loại bát này để cho các bạn thấy tại sao nó lại có cùng là bát tàng hình tự động cả mà giá cái này nó lại cao hơn, mà giá cái này nó thấp hơn. Đây nhá, đây là loại rẻ này, đây là đắt này. Trước hết tôi nói về cái bát tàng hình tự động một tí. Nói về tàng hình ấy thì là cái bát này nó là bát sạc bằng bệ, nó không có chân kim như ngày xưa, đúng không? Hai cái này đều là không có chân kim. Và khi mà ta gọi là tàng hình ấy thì soi đèn flash vào cũng không thấy. Đây này, trong vắt này, đúng không? Hai cái nó đều như nhau này, nó không có cái ca điện dây dợ gì cả. Đấy, cái này cũng vậy, cái loại rẻ này cũng vậy thôi, cũng soi như vậy. Đấy, tất cả nó đều nhìn bề ngoài nó đều là giống nhau, không có cái gì luôn, đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi vào test thực tế trên một cái màn hình. Trên một cái màn hình nhá. Đây là màn hình soi loại nét nhất bây giờ đi, đúng không? Mình sẽ để đây. Để đây cho các bạn nhìn. Chỗ này là nét nhất này, đúng không? Bát đắt này, soi này. Các bạn nhìn chất lượng này, độ phân giải này. Đây, các bạn nhìn thật kỹ này, quay sát vào. Đây nhá, tôi đây là đang sáng quá, chờ cái màn hình nó tối đi. Đây, đây độ phân giải của bát đắt tiền nhá. Bây giờ tôi sẽ úp cũng là ba trắng nhá, à, cũng là ba đen này, tôi để sang ba trắng đi. Ba trắng nhưng mà mọi người nhìn nó rõ hơn này. Đây, độ phân giải của cái bát chất lượng này. Đấy, còn tôi đưa sang cái bát này, nó là bát rẻ tiền hơn. Tôi vào các bạn thấy, đây, nó mờ hơn rất là nhiều. Này, nó mờ hơn rất là nhiều. Đây, tôi chuyển sang bát đắt tiền này, ngửa cái này ra, thấy chưa? Các bạn nhìn cái bát đắt tiền chưa? Độ phân giải nó khác hơn. Đây, tôi nói để cho các bạn biết là khi mà sử dụng cái loại bát đắt tiền này với bát rẻ tiền này, với cái loại quân này thì các bạn có thể soi được. Nhìn ví dụ như sang bộ quân này, gọi là quân đỏ này chẳng hạn này, cái bát rẻ tiền tôi nghĩ là khó soi. Đấy, đây, bởi vì khi mà cái bát rẻ tiền này đưa vào đây soi ấy, hầu hết là nó trắng tinh hết. Đây này, rẻ tiền này nó rất là khó soi. Thế nhưng mà khi mà soi bằng cái bát này này, mặc dù đây là bát đen trắng nhá, bát đen trắng này, cái dòng này là dòng đen trắng nhá, nhưng bát xịn này, bát loại tốt này, vẫn soi được quân màu. Đấy, đây, nét chưa, vẫn nhìn rõ luôn. Đấy, nó khác nhau là bởi vì như vậy. Cái thứ hai nữa là đây là cái dòng rẻ tiền này, cái dòng rẻ tiền này tôi khẳng định các bạn luôn, pin nó chỉ được tầm hơn một tiếng đồng hồ là nó sẽ hết. Còn riêng cái này ấy, nó phải tầm 2 tiếng rưỡi, sóc liên tục, nó phải được 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà các bạn biết rồi, bát hình ấy hay là đánh bất kỳ một cái đồ gì cũng vậy, đấy, tầm 1 tiếng thì chưa đánh nó hết con mẹ rồi, chưa khởi động nó phải chạy nước rút rồi. Cho nên ấy, ít nhất phải đánh tầm 2 tiếng thì mới đánh được. Thì bây giờ nó chỉ hơn nhau một vài đồng thôi, nhưng ngược lại cái dòng này này nó đánh mình được việc của mình này. Còn bây giờ các bạn đưa vào nhá, cờ bạc ban đầu sóc đĩa thì kiểu gì nó chả bé, đúng không? Chờ một lúc sau gần cuối thì nó mới to, mà gần cuối nó hết con mẹ pin rồi thì đánh cái gì nữa, mở là không được 1 tiếng bạc thì cũng coi như là vứt đi luôn. Cái dòng rẻ nó là như vậy. Bây giờ cái pin thì tôi không thể làm một cái clip khoảng tầm 2 tiếng đồng hồ để tôi so sánh cho các bạn được. Nhưng mà các bạn nhìn rõ này, về bề ngoài nó là giống nhau, nhưng ngược lại về cái gọi là độ phân giải đi, là các bạn nhìn rõ đây. Độ phân giải là các bạn nhìn rõ nét đó. Chứ còn tôi cũng không phải phải nói. Đây là nhà đây này, bắt tốt này, soi này. Đây, như này cơ mà. Soi như này cơ mà. Còn bây giờ cái bát đều này. Đây, nó mở hơi đâu, cùng trên một màn hình. Đấy, cùng trên một màn hình đấy. Đấy, mà cái bát này đưa vào cái này. Đây, nó nét như này mà. Đấy, thì nó khác nhau đó, là vì như vậy thì nhiều anh em thắc mắc là tại sao nó lại chỗ này chỗ kia giá, cái này giá cái kia ấy. Thì bây giờ quan trọng là anh em thích như nào thôi. Thích đồ rẻ thì có đồ rẻ, nhưng mà ngược lại là mình mua đồ sóc đĩa nó rẻ vài triệu làm cái gì. Và
vài đồng là 500, 1 triệu làm cái gì? Quan trọng này, đồ về nó phải làm được. Tại mình cay, như hôm qua đọc một cái bình luận là ông bạn, có ông bạn ông bình luận là ông này bán đồ đắt vãi đái, nhá. Đắt thì nó có cái giá của cái đắt, đắt nhưng mà nó ra sát sao hiếm. Thì mẹ bây giờ thích mà, ông nào thích rẻ thì đừng đến để tìm đây. Nói luôn nó là như vậy. Bởi vì những cái đồ này tôi không làm, không bán. Đồ này ấy, đây là khách nó gửi lại cho tôi, nó gửi lại nó nhờ kiểm tra, sao mờ đấy không soi được. Thì để tôi phân tích cho anh em hiểu. Cái này khách nó mua ở đâu ấy mà mua tôi nhá. Tôi phân tích để cho anh em hiểu tại sao nó lại vì như vậy, tại sao nó lại là có những cái giá nó cao hơn. Đơn giản nhất là các bạn nhìn vào cái độ phân giải của màn hình soi ấy, nó đã khác rồi. Bởi vì camera bên trong này nó chất lượng nó tốt hơn. Còn về pin ấy, hai cái loại pin trong này nó khác nhau. Pin đều là pin nhỏ bé tí bằng gọi là bằng cái đầu quét tăm này. Đầu này. Đấy, muốn mà pin về bền ấy thì nó phải là sử dụng cái loại pin tốt. Mà pin tốt thì nó không thể là rẻ được. Mà khi nó đưa pin tốt vào thì giá thành nó phải cao hơn thôi. Nó đơn giản nó là vì như vậy thôi. Pin nhỏ mà muốn bền pin, thằng nào cũng chẳng muốn là cái cục pin nó bé tí để tăng nó bé, đúng không? Nhưng mà lại muốn bền pin, mà rẻ này muốn rẻ nữa, có cái đầu buổi ấy nhá. Còn sẵn những cái đồ ấy mà mình chia sẻ ở đây thì anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại ấy